Nếu các bạn đang có nhu cầu về dịch vụ game liên quân hay thậm chí là game khác, xem ngay ở dưới phần mô tả và bình luận. Hayate là một anh chàng sinh ra ở đảo Sương Mù không phải để trở thành Hokage, mà để trở thành thủ lĩnh của một hội ninja, nhưng hắn ta bắt đầu bị sa ngã, hóa thân thành Hắc Long Ảnh để chống lại Tháp Quang Minh. Nhưng về sau thì bị Senio gõ cho hai phát giác ngộ luôn. Rồi anh ta đến Bình Dương Vô Tận, hòng tiêu diệt hết những kẻ nào dám ngáng đường. Trong bản cập nhật lễ hội 5v5, Gà Rán thấy anh lâu lâu chưa có cái skin nào, nên đã cho ra mắt một skin siêu đẹp để bào cái ví của anh em. Chào mừng mọi người đến với tâm điểm trang phục Hayate thống soái Dạ Ưng. Đến với màn chào sân, Hayate nhìn về phía thành phố xa xăm, nghe có người cầu cứu, anh hóa Batman, không phải mồ côi mà là đeo mặt nạ đi giải cứu người gặp nạn. Sau một henshin, gặp ngay đội quân máy bay không người lái. Rất may không có hai cái tháp nào ở đây. Anh di chuyển linh hoạt trên các tòa nhà, ném phi tiêu một phát ăn ba, cháy như phi phai vậy, bao ngầu. Đến với bộ kỹ năng, đòn đánh thường của Hayate ném ra shuriken màu xanh, đánh trúng tướng địch sẽ khắc vô dấu ấn hình sói, để đủ dấu ấn sẽ gây lượng sát thương chuẩn khổng lồ. Qua với chiêu 1, chuỗi phi tiêu, Hayate ném hàng loạt chuỗi phi tiêu của mình. Chiêu này có thể kết hợp với nội tại nên anh em cố gắng ném chúng một tí để tối ưu hóa sát thương. Đến với chiêu 2, ảnh biến, hắn ta lướt lên một đoạn được chỉ định. Qua đến skin thống soái Dạ Ưng này, hắn ta còn để lại tàn ảnh sau khi lướt lên. Chiêu này còn kết hợp với chiêu 1, làm những pha thả diều vào mùa hè cùng lũ trẻ trâu, sát thủ cũng khó bắt được. Cuối cùng đến với ulti bão phi tiêu, Hayate quay tay ném hàng loạt chu bin vào mặt kẻ địch. Đến với skin mới này, thanh niên ném ra shuriken bay khắp hướng, còn có mấy cái máy bay rọi đèn nữa chứ, xa xa còn có mấy cái tòa nhà trong đêm. Nhắc lại là tòa nhà chứ không phải tháp đô. Chưa dừng lại ở đó, bởi có những tàn ảnh khi xoay ulti quá đẹp với skin giá chỉ có 699 quân huy. Cuối cùng là hiệu ứng biến về, Hayate tạo ra môi trường làm việc cho riêng bản thân, có ghế sofa dùng khi có thư ký, bảng điều tra, cái này chắc chống nhìn trộm, lại còn nằm ngủ chơi với con mèo nữa này, vô tri thật đấy. Tổng quan trang phục, chiêu đẹp, người cũng đẹp, mỗi tội chê cái hiệu ứng biến về. Tôi chấm một thầy huấn trên một tiếng bịp. Nói qua về gameplay thì đầu game mọi người cứ núp bụi chờ kẻ địch, đến khi chúng nó ló cái mặt ra thì cho ăn ngay chiêu 1, lấy ngay lợi thế đầu game. Lúc này thì chỉ cần cố gắng lên level 4 thật nhanh để có thể ép combat, ulti xả đạn vô tư. Về lết, mấy ông cứ cố gắng cấu rỉa, xả sát thương và end game thôi. Đến với phần trang bị, những món đồ chấn phái phải lên như giày tốc đánh, kiếm Fania để gia tăng khả năng hồi máu, song đao bão tố cho thêm khả năng chí mạng, dìu Hyoga giúp chủ sở hữu đánh thường làm chậm kẻ địch, thánh kiếm, giáp hồi sinh là những món đồ cuối cùng phải lên. Và phần mọi người mong chờ nhất đã đến, nơi tôi sẽ thể hiện kỹ năng của một thằng hề hay một chú bé đần. Tôi leo cao thủ, bạn cũng thế. Bắt đầu thôi. Trận này tôi đi đường với Terry tiểu kỳ lân. Đầu game Hayate chiếm ngay cái bụi cỏ, AD team bạn đi qua ăn ngay một chuỗi phi tiêu. Sợ chưa? Sau vài pha đề cao tương tác, thấy Triệu Vân chuẩn bị xuống gank, Hayate farm lính thật nhanh lên level 4. Terry đang chạy về thì ăn ngay một quả bổ, dù có tốc biến không chạy được đâu. Tôi quăng ngay bão phi tiêu áp sát, chiêu 1 kết thúc mạng sống của hắn ta, và phần thưởng kèm theo chính là con rồng lộ. Team bạn đang kêu gọi một pha setup ép đường rồng, Hayate đánh thường để khều AD team bạn bắn mình. Triệu Vân chạy thật nhanh, bổ phát để mở combat. Liliana quăng chiêu 1 hạ được ngay thên, dừng team mình cũng phải nằm xuống vì vô quá sâu. Đang tiến về thì Erin từ đầu lao thẳng vào bụi, nhưng hóa ra là bụi cỏ biết nói khiến mid team bạn bay màu. Double kill cho mid đội nhà. Hayate đang biến về, Terry vẫn còn ham vì cả team còn tí máu. Lily là một pha combo trên cả điểm 10. Tôi chỉ ném phi tiêu phụ là tiễn AD team bạn xám màn hình, bá đạo dành cho mid team mình. Hayate đang ăn con chim thì thên từ trong bụi cỏ đẩy tôi lại. Voi bật ulti giải khống chế với búp giáp. Tôi đang rút về thì Aoi lại đu theo để lấy cái mạng. AD cho hắn ta ngay chưa một để kích nội tại. Xong một pha bão phi tiêu tiêu diệt rừng team bạn, nhưng cũng phải nằm xuống vì có Erin theo sau. Voi cũng không thoát được án tử của mình. Trời đất ơi, quá chán ở đường. Tôi vào rừng thăm ngàn, thấy Erin còn chấm máu. Quay xe, dùng luôn ulti qua tường, đánh thường liên tục thì khỏi né nha mày. Hayate đang qua mid để đón lính, không ngờ Aoi cay cú vì pha bắt tôi lúc nãy. Đu dây dồn combo. Úi trời, chia một vào mắt khán giả như vậy thì chỉ có đi. Cả team ra mid để lấy trụ. Liliana bị bắt lẻ ngay trước khi ép đường. Aoi tưởng tôi dễ ăn bắt đầu chế độ săn lùng, nhưng đâm sâu quá có ngày thành rách. Này thì bắt này, thừa thắng xông lên cả team omid. Thấy thiên không còn chiêu chạy, Hayate bắt đầu dồn sát thương. Vì nội tại đánh bằng sát thương chuẩn nên rất tự tin, nhưng support bạn làm pha tốc biến đẩy AD vô trụ. Erin ulti khiến tôi nằm sấp luôn. Rồi luôn, ăn cả rổ khống chế. Thấy team bạn đang ăn con tà thần, Triệu Vân lại làm một pha tỏa sáng trừng trị cướp ngay trước mặt team địch, nhờ đó mở ngay cho mình một pha combat. Liliana làm một pha choáng ba người, chỉ chơi có thế là đủ để tôi giới thiệu với các bạn người chơi đồ chơi. Vẫn bán đủ thể loại đồ chơi siêu chất lượng mà giá lại cực kỳ rẻ. Vừa mới bổ sung thêm rất nhiều mẫu Lego siêu đẹp và đáng yêu, từ xe máy phân khối lớn, mô hình vũ trụ, xe tăng, máy bay, nhà cửa cực đẹp cho đến Naruto, Chainsaw Man, Skibidi các thứ. Thoải mái vừa sáng tạo vừa làm quà tặng người yêu được. Link shop ở dưới phần mô tả và bình luận, anh em ghé qua ủng hộ đi. Trở lại với game đấu thì tôi lúc này tranh thủ quăng bão phi tiêu, dù đẹp nhưng ăn được mỗi mạng của AD, đen quá trời. Team xanh đang ép đường, Aoi làm pha ảo tưởng sức mạnh định bắt vô AD, nhưng mà 4 đánh 1 không trồn cũng què. Này thì láo này,
Hayate đang ăn bùa để hồi máu. Veres thấy địch ulti kết liễu nhưng mà trượt mất tiêu. Thế là ăn ngay cả đống sát thương từ chiêu 1. Tôi tự tin quay ulti vì có giáp hồi sinh. Nhờ đó cả team có một pha combat quét sạch và GG well play. Tất nhiên MVP không ai khác ngoài tôi rồi. Đến với trận đấu tiếp theo nào. Trận này tôi gặp phải Violet, vẫn áp dụng lúc đi đường đầu game. Dù cấu rỉa được nhưng mà support team bạn về đường sớm quá nên không ép được nữa. Thấy Tulane núp bụi chuẩn bị bắt lẻ, Hayate qua trách rồng thì bao Doom từ đâu ra áp lực, xong hất tôi lại. Quăng ulti nhưng không đủ sát thương. Tôi tưởng chạy được rồi, không ngờ Vio tốc biến bay màu luôn. Đèn VL hồi sinh, tôi bật Haki quan sát, biết Violet đang chuẩn bị biến về. AD lướt chiêu 2 phi chiêu 1 khiến Vio nằm sấp luôn. Hayate đang dí support thì Murad vẫn nhây nhây trong bố xanh. Thế nên tôi liền lướt chiêu 2 xoay ulti. Dù có chiêu miễn nhiễm cũng không thoát được án tử, nhưng mà Aria lại ăn mạng thế mới đau. Violet mới ngó cái đầu ra đã ăn trọn một dàn phi tiêu luôn. Tulane còn nhồi lôi điểu nữa, suýt thì AD team bạn nằm xuống mạng tiếp theo. Về đường thì lại giao lưu võ thuật, đang xanh sớm nên Hayate rất tự tin. Aria bật ulti để ép đánh nhau. Violet có một pha lộn bắn nhưng đó chắc chắn là một sai lầm. Tớ cho hắn ta ăn trọn một dàn phi tiêu. Aria bật suy nhược vào một bão phi tiêu rất nhiều sát thương. AD team bạn tưởng thoát được nhờ băng xương với đắp mộ cuộc tình, nhưng nhờ có tinh linh nên vẫn phải nằm xuống. Bao Doom định trả thù hất Hayate về, nhưng support đã búp giáp đúng lúc để cứu một mạng. Tulane phụ giúp và ăn luôn cái mạng support team bạn. 10 điểm cho Aria. Veres đang mở có bắt ở rồng. Hayate vác theo support KS, giúp bạn. Thấy top bị úp mộ tôi lướt vào, quay ulti lấy ngay hai cái tốc biến. Vio vẫn nhây nhây lộn bắn. AD cho hắn ta xám màn hình luôn, nhưng mà đi rắc chiêu cuối khiến Hayate phải nằm xuống theo. Chán ở rồng quá nên ra mid chơi. Thấy Arthur hết chiêu chạy, tôi liền rượt theo luôn. Chiêu 1 gây hàng tá sát thương chuẩn xong ulti kết liễu. So easy. Đang chuẩn bị ép trụ thì thấy Vio đi lẻ. Đánh thương thì khỏi trượt nhá. Double kill cho AD. Thấy Drak đang chuẩn bị dọn lính, Hayate nhặt đôi tông lào chạy thật nhanh. Đánh thường chiêu 1 bay màu. Trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến từ vị trí của mid team bạn, Bao Doom cứ đứng ngoài không chịu đứng trong trụ. Tôi cho ăn ngay một loạt chỗ phi tiêu, né nhẹ cái úp mộ, ulti lấy ngay cái mạng support. Team tôi mở ngay combat trong rừng team bạn, nhưng đâu biết đó là cái án tử của team mình. Từng người đều nằm xuống. Tôi đá cố đổi mạng được với Drak. Mega kill dành cho Violet. Đến phút thứ 18, team bạn hết máu đang chạy về, Hayate đang rượt theo. Đang phi tiêu thì Bao Doom hất lại định cứu mid, ai ngờ bóp. Xong tôi quay ulti kết liễu luôn hắn ta. 1-2 quá lời. Nhờ đó cả team bắt đầu đẩy lính xong đánh trụ là endgame. Hơi chật vật nhưng không sao, vẫn win. Làm thêm trận nữa cho nó cháy sườn. Gặp ngay cả SKT luôn mới ác. Cả team đang ép đường rồng, thấy Malok còn ít máu nên tôi lướt chiêu 2 sang. Nhưng Nắc đã nhanh chân hơn một bước. Theo thì ăn ngay combo của Lily cũng lên bảng. Thôi xong trận này móm luôn rồi. Hayate đang núp bụi đợi con mồi. Và đây rồi bé treo bé bỏng. Tôi cho hắn ta ăn trọn chiêu 1 và ulti kết thúc mạng sống của AD. Một pha combo cơ bản. Thấy mid đang lên ganh rồng, Hayate về ăn cục máu xong quay lại. Ném chiêu 1 làm cho Malok xám màn hình luôn. Tôi đang đi farm lính thì ngộ không cho ba gõ bay màu luôn. Đánh đau quá vậy trời. Sau khi hồi sinh, Hayate lại núp bụi đợi con mồi. Lại là treo đi lẻ. Tôi lại làm pha combo cơ bản khiến AD team bạn khỏi bắn luôn. Lần sau bớt đi lẻ nha mày. Cặp bot với mid đang thủ trụ đường top. Support thấy ngộ không ở gần ulti mở ngay combat. Tôi đánh thường chưa một. Đến bước quay ulti thì team bạn chạy hết. AD cố đổi mạng với Ryoma nhưng bị mid team bạn bắn cho xám màn hình luôn. Đen vai ạ, toàn chấm máu. Crash ulti để mở combat nhưng bị dồn đam nhanh quá nên cũng phải lên bảng. Treo có một pha đứng cao, Hayate cho chuỗi phi tiêu, quay ulti vô trụ, sắp đôi cả AD và mid. Thấy ở mid đang có đánh nhau to, Hayate gắn motor và đít chạy thật nhanh đến cứu đồng đội. Ryoma vẫn còn đứng ulti. Tôi cho một chiêu một về đánh thưởng bốc hơi liền. Thấy ngộ không đang định giữ trụ, Lily cho khỉ ăn ngay cái chu bin. Xong Hayate ném chiêu một tích nội tạng. Thấy ngộ nghĩnh còn nửa máu, tôi ulti thanh tẩy chứng trị ngay. Crash lại ulti mở combat, ăn ngay được con khỉ. Erin bị floor chọc cho nửa cây, tôi lướt lên làm nốt ngọt sớt. Cả team omit lấy trụ, treo lại đi hớ hênh bị Nắc bắt được. Malok thủ trụ xong thì còn chấm máu. Tôi xoay ulti kết thúc mạng sống của hắn ta. Rio dù có tốc biến thì cũng chịu chung số phận. Double kill dành cho em Dũng lo được. Nhờ đó cả team omit đẩy trụ. Và MVP tất nhiên thuộc với tôi rồi. Và đó là tiêu điểm trang phục Hayate thống soái dạ ưng. Skin đẹp hợp với những anh em học sinh sinh viên. Còn người giàu thì họ toàn chơi skin 3S hết rồi còn đâu. Còn tôi nghèo nên là không có quyền lên tiếng. Này đến đây thôi. Đừng quên ấn đăng ký cho người chơi điện tử cũng như người chơi hệ đá rồi like video này để đón chờ những content cực hay sắp tới. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.